Không nổi không? Rồi hôm nay đi quá mạnh đó, đó. Chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh Tăng Ga. Hôm nay là đi chợ chủ nhật 22 tháng 5 của chú anh chị. Thì đây hôm nay cập nhật giá hải sản chợ chủ nhật nha cô chú anh chị. Hôm nay đồ cá biển thấy cũng nhiều đó mà. Để coi giá cả như thế nào, cá biển ở đây đặt ít rồi, đặt đồ cao cấp không? Đám tiền. Bữa nay có chừa cái đuối bự không cha? Còn mấy ký chợ. Mấy ký? Mấy? Đâu 12 ký. Dữ rồi. Ừ, dặn lấy luôn mà, dặn lấy, nếu không có 10 cái bự hơn lấy cũng được mà. Giá mắc không, giá cái bự mắc không? Giá cao 295 nè. 295 lận hả? Cái nhỏ này giá nhiều? Cái nhỏ nhỏ, nãy giờ nhỏ xíu rồi bán 180 mấy. Rồi vậy. Thì quà có chị Phương Tây Nha bộ ơi, tặng cho bạn ăn cho thơm găng nữa. Bán hàng cho nó đắt xíu. Okay, kẹo là bán cá mà quay riết có fan hâm mộ luôn đó không? Chết luôn. Về yeah. Trường cá đó mình nha bạn. Bóp này như anh đó. Bóp nào lớn nhỏ? 4-5 kg này nè. 4 kg 227. 227 ngàn cái bóp này lên quá xá lên. Bắt con em. Cái gì em? Bắt con đâu á? Anh đã thẳng với em. 4 kg. 4 kg đi anh Tấn. 4 kg. Nè. Để nguyên con nha, không có khứa nha. Khứa là ăn luôn á. Ngủ. Bán mà ngủ. Rồi vậy. Cá khoai này nhiêu? 3 luôn hả? Nay cao bữa nay ít đồ mấy bự đâu mà bán 130 với ta. Bớt không chị? Đâu có lớn đâu. Không có lớn nhưng mà cái khoai nó đang nghịch nước lại á. Nghịch nước. Hàng mà bự xíu là hàng 150 xong. Mà hàng này nó cũng được chứ không có nhỏ đâu. Rồi mình lấy cho em mà chị lấy đều lắm, chị không có lấy mấy con nhỏ nữa. Trong khi chị hốt ngang cũng là 130 rồi đó. Lấy cho em mà lấy đều gì cho em đó. Lấy đều đều em đi lấy 5 kg rồi. Rồi. Nhỏ. Hốt thì đều đi cho em đó. 135 ngàn nữa. Cá này ngon, tươi. Tươi có hai thì tươi nè. Đang ơi lo ngốt không? Cá khoai chị hả? Ủa cá. Cá mớm nè em tươi. Mấy ký, cả 3 ký không anh? 3 ký là lớn nhất rồi đó. Làm luôn đi, về dưới được không làm. Này 78 ngàn cái lóc bông của chú anh chị. Sao 95 ngàn của chú anh chị. Trứng luôn, bao trứng luôn. Ba con ký hả? Nó đi làm luôn cái gì dưới sao làm. Trứng mấy con trứng đầy đó. Một bữa nữa.
Hết rồi hả? Lông nhỏ nhỏ này bên này giá nhiêu ạ? Này. Giờ quán kiểu này chắc la làng luôn quá. Tao giao nổi. Mới giao bữa đầu giao cái này mỏi chạy mất dép luôn rồi. Bá chờ mất kìa. Cái này ở này 120 má ơi. Đồ lông vậy 120 rồi sao nổi à, anh trai. Bán quán thì chắc chết chết luôn rồi. Có tay luôn rồi. Đọc đó. Không. 270. Bả luôn. Ký một à? Không. Có ốc ngựa nè. Loại nhỏ này 200. Rồi đó 270 lấy loại lớn thì cho có thịt. 250 à. Chắc không phải cỡ này quá. Chắc xài cỡ này quá. Này này lấy cho 2 kg rồi. Có ốc hương thì được nè, ốc hương này 200 mấy. Sò lông này mắc quá xám á. Sò lông này mắc quá trời mắc. Nhỏ 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 120, 130. Càng này nay nha. Quán này nói gì đâu mà nói càng gì 200 mấy mà đưa cái càng 430 luôn. Đấy hả? Không phải, đưa so với ngón tay là mình thấy nó bự. Đúng rồi. Muốn chụp hình có cái càng này mà là 200 mấy vậy mua đâu ra. Đúng rồi, mua không biết mà. Mới hôm qua em cũng mua 400 mấy. Quán nóng sao. Yếu quá vậy. Này 23 ngoài đây hả? Này 23 hả quá không? Nhiêu? Sao không nói 23? 320 hả? Cái hổm dài nó cũng nằm với giá 350 không có nói sao 230 sao rẻ vậy. Cái 320 đó hả? Mấy gỗ em lựa mấy ký rồi. Trong sò hụi vậy nó yếu. Đi một vòng nãy giờ mới kiếm được có chỗ này có con bự mà kia nó xíu à. Ốc này em bữa mua 67 ngàn, hôm nay lên giá như là này 75 ngàn. 75 ngàn như vậy cao chứ à. Nhiều con có chú mời đâu rồi chú mời. Nhiều lớn con đâu, hai bọc nhiều lớn con đâu. Đây hả? Đây hả? Này ngao mà. Nhiều 85 ngàn. 90 ngàn hay 85 ngàn.
này ngao biển, ngao da láng rồi. Đây đi, hai ký nè, vô 240 luôn. Đây á. Cái này quá xá, nó là hết nước rồi. Dẫn tôm từ tối mới có chừa, nhiều con như con. Giờ này hết càng sen hả? Sen còn nhiêu con? Chờ em nhiêu ạ? Mười con, mười một chứ không, chín mười không có hàng hả? Rồi, nay giá nhiêu ạ? Bắt đại con xe ấy qua đây. Này, nay mà 90 nay giá nhiều. Được rồi. Đủ 12 kg em không? Đấy, lấy luôn đi, đóng thùng đi, đi sớm trễ rồi. Lấy ra luôn đi. Lâu không gài nghỉ đâu mất tiêu vậy em. Gài không có em, không có khách nào ăn mực hết trơn. Không có lo, không ai ăn hết trơn. Có nang không? Chừa 4-6 kg nang nha. 6 kg lá lẹp. 2 kg mực lá. 2. Hả? Không. Không lao không à. Không lao hồi có không? Có đẹp vô không có. Đầu mực này nhiêu ngon hả? Nạn chớp hoài. Cá kèo xong lên được 4 ngày hết chân nước rồi. Gì vậy? Cá này được 1 kg con không? Không, mà cái này nhỏ xíu mà này. Còn không? Mấy anh 2 kg rồi. Con 1 kg có không? Giá nhiều ạ? À? Này giá nhiều ạ? À? Có 2 kg hả? Hai con. Hai con hả? Ừ, con nào 2 kg đâu? Cá chim vợ lên quá xá lên ta. Sáu nói 165.000 vốn rồi. 165, sợ là mà bả mua rẻ hơn em đó. Dạ. Bả lấy nhiều quá rẻ hơn em đó. Mua hết rồi. Bả hết rồi. Hai con à? Hai con nha. Con bự 1 kg con đó hả? Ừ. Hai con thì kiếm cá kèo cho người ta giật đăng lắm gài, có cá kèo hôm nay mưa lên 3-4 ngày hết trơn rồi. Hai con lũ rồi hả? Con nó bự đó. Lớn ruộng 150 thôi chứ anh chị, lớn nhỏ nè, mua lưng vừa vừa. Không biết mua về rộng hay sao, không có rộng, chắc rộng ăn từ từ với mặn lần một ăn sao hết luôn rồi. Rộng mạnh lắm đúng không? 2 kg. Bữa nay cá lăn bự nhất chợ rồi đó. Nay giá nhiều năm hả? 130 hả? 2 kg hả? Cân đi 2 kg nha, để khô đi làm luôn. Ơi làm luôn hả? Làm luôn. Dạ. Cái lăn cái gầy mưa xuống rồi anh đẻ ổm, mới đầu mùa mưa ôm trứng xịn sò luôn, quá trắng luôn. Con lao bự nay nhiêu hẹn? 200.000. Xịn sò luôn. Cái bánh đó nhiêu? Có trứng không? Bá có 2 kg trứng à? Bán 2 kg trứng. Không có 80 nữa hả? Vô nước rồi nghe cô chú anh chị ơi, vô mất nước mực ống lao nha, trắng tinh luôn. 2 kg mực trứng đây, 130 nè, cái này 130 nè đó, 130 bên đây 170 giữa, 170 con này 200. Để coi mấy ký 200 mua mấy ký rồi. Ồ, lá sống còn ngon quá.
nội này là 170 đó hả? Vài bữa nó gãy rẻ vô nhiều là còn 150 đúng không? Đợt này nước còn nhiều mà mới vô mà. Nãy vô có 10 bữa à. Phải không? 10 ngày của chú anh chị, này cũng mới vô à. Còn lá huyết nè. Xin sò luôn à. Lá đi chung với ống lau nè, con nào cũng nấy đẹp. Mắt còn miner luôn nè. Huyết luôn. Lấy 4 cái ống này đi, với lại 2 cái ống 200 ngàn. Không? 4 ký này 2 ký lao lớn. Mua đó nhiều à? Bữa nay sau này không có gì chân hả? Hôm nay cá có 800 gram à? Anh dặn con ký mấy mà giờ không có. Nay bự nhất vậy đó hả? Này giá nhiều à? Cá thu này đâu có ai ăn đâu. 5 ký 3 đại đỡ đi. 600-700 gram mà. Nhận 4 con bự cái mấy mà không có. Này nhiều à? Này hả? Ừ. Này bán là 27. Nhỏ cá này 700-800 gram mà đợt xíu thì để siêu con ký vậy. Ừ, ký nó mắc hơn quá không ký vậy, tôi bắt ký thì 300 mấy là 4 con rồi, ký 2 rồi các bạn, ký rưỡi rồi. Okay. Nha, vậy chờ ha, chờ tiếp ha, hầu khỏi đi kiếm mua cái nhỏ à, đợi lỡ một hồi mua cái nhỏ người ta lợi vừa người ta đổi là người ta quýnh tét đầu luôn á. Rồi đi qua tặng đầu cho chị Nhi bán ốc hương. Tặng cho chị Nhi nha. Bá qua chủ thì bằng biểu quá lu bu. Mấy này không có ốc biển chưa hả chị Nhi? Dạ. Quá à, bà chủ bán hương chị Nhi. Có cái chị Phương tại nhà bên Mỹ gửi chị tặng chị cây son. Tặng cho chị Phương ở bên Mỹ tặng về cây son. Ồ, có bán ốc mà ta có fan hâm mộ luôn á. Có cái thẻ kẹo tặng cho mấy anh em ăn về chơi á. Nó bán lù bù quá. Rồi thay mặt chị em tặng giùm chị nghe chị Phương. Bà bán lù bù lắm, này đồ có nhiều lắm. Đây. Tên anh Bảy nổ. Anh Bảy bán lồm với anh Bảy. Nè, có quà anh Bảy luôn à. Ghê ơi, ghê ơi. Cho tặng xin cơm ăn cho nó thơm miệng. Lại. Cho chửi nhiều xíu. Với chị Phương ta nha, cho anh à. Dạ, cảm ơn chị Phương nha. Trời ơi, chị Phương Tây Ban Nha nha. Trời ơi, Phương ở Mỹ phải Tây Ban Nha. Cảm ơn chị Phương ở Mỹ nha. Ok, bán ốc rồi, có fan hâm mộ luôn trời. Ghê thiệt. Cảm ơn chị Phương ở bên Mỹ nhiều nha. Trời ơi. Cái này em cua. Cái gì? Của người khác. Quá tao rồi, tặng người chết mộ. Đây nè. À, nè đây nè, có vợ ông với ông trong đây nè, tặng cho cây son để tha cây son rồi cho nó cái mặt nó tươi lên, bán cho đắt chút xíu. Rồi xin gom xin gom ăn cho thơm miệng, đang chửi nhiều chút xíu. Đâu có son đâu, cái gì có cây son đây nè, miệng là trai này bên cua. Okay. Rồi đó, còn có cây kẹo này mà mát miệng rồi chửi tới sáng luôn nè. Cảm ơn chị vậy. Chị Phương. Cảm ơn chị Phương ở Mỹ nha, mà mốt mua đồ ủng hộ em nghe. Này hên quá, mua có ốc gai vậy ta. Ốc gai như vậy lo ăn xin gom hoài không bán đồ luôn trời. Nhiều hả? Gai 180 à. Chị bữa nay mắc gì vậy? Không có 140, gửi này lên dữ anh vậy.
cho xin cơm ăn rồi em ăn mắt bán mắt gì 208 của mày đó. Mua có 2 kg à, để lựa bự bự thôi. Này không có 1.4 trăm rưỡi, bây giờ lên quá xá lên rồi. Này ốc muỗng nè, không có cái em nào hỏi ốc muỗng nè. Ốc muỗng này cái thịt nó thì dữ lắm, thịt luôn nha. Mà về phải làm cho kỹ nữa, nhớt dữ lắm, nhớt luôn chứ anh chị. Thịt thì nó ngọt, bao ngon luôn. Nhưng mà con cái nhớt, dữ dằn nhớt. Lên dữ vậy nè. Sống không rồi sao nó đơ đơ không vậy trời. Chàng trà bá này nhiêu ạ? 500. Còn càng bên đây 47. Cái này đẹp mà, cái mới cái này cũng được rồi. Mới hả? Bao xài. Nghe này hả? Mới 89 nè. 500 ngàn càng này là bự. Quá chết rồi. Lấy cái này được rồi, cái này cũng bự rồi. Lấy 1 tí à? Lấy 1 tí à? Rẻ giờ mùa này phải mùa rẻ mắc. Vô mùa rẻ rẻ. Cái loại lớn 300 mấy đúng không? Cái loại lớn 300 mấy mà tao lấy hết rồi, còn loại nhỏ. Quay nữa hả? Quay chứ. Không quay người ta nói ăn giá, mà ba bán đồ mắc này nói ăn giá mấy chục ngàn ký lời vậy không? Ừ. Ghê vậy. 3 máy luôn à. Nó nhiều 260 à. Anh lấy em đến 260, bây giờ bán 27. Quá bự. Bự nữa tới 300 mấy rồi. Này bên kia hết rồi. Qua anh Quang. Mà cây trà bá luôn hả? Nhiêu vậy anh Quang? Kẹp thiên nhiên 20 rưỡi rồi hả? Mới bán hết mẹ đó. Đây có bọc đựng đâu trời. Để tôi về tôi lấy cái bọc coi. 100 ngàn hả? Trà bá 250 rưỡi. Hôm nay trên kia hết rồi. Đúng kèo thiên nhiên. Trời ơi, hôm nay nó bự hơn nặng nữa. 250 rưỡi. Bán 2 kg anh Quang. Nè. Nè, xuống đi. 5 rưỡi vô ơi. Sổ luôn, chà bá luôn 2 kg rồi nha. Đủ rồi đó. 5 rưỡi. Dư rồi đó coi. 2. 5 rưỡi à. Con sệ. Con sệ thiên nhiên của chú anh chị. 170 ngàn, nó nhìn giống cá kèo không? Đây cá kèo còn nói là cá bóng sệ 2 kg vậy. Cái này không kêu làm ai, đâu ai làm ta. Đâu có ai làm lãnh lẫm này đâu. Khỏi bơm đi. Khỏi luôn. Ừ, cũng lại làm mà. Rồi. Bữa nay xui luôn rồi chú anh ơi. Anh ơi. Nay ghẹ nhỏ không à. Bây giờ con ghẹ bự không có mấy ký lô. Ghẹ này ghẹ 8-9 con ký không à. Mấy con luôn. Mai chứ mua mấy món kia cho anh mai mốt là có ghẹ rồi ăn sau chứ biết sao giờ. Đây chả cua của nó chạy. Ủa còn đẹp mấy giá nhiều này bự quá vậy, nhiêu giá nhiều 120 hộp này 120 120 ký à, chả cua chả em mua về nấu gì ta? Nấu riêu riêu hả? Ừ.
xịn không không? Bốn ký 2,5 nha. Lời lớn là 29 hả? Bự nhất vậy đó hả? Chợ vậy là cha đó. Cha. 2 ký 29, 4 ký 2,5 nha. Nhớ là đi mua đồ à. Hả? Mở nhiều lắm hả? 26,000. Cái gỗ nữa mấy ký à? 3 ký rồi. Đâu cũng vậy, bên 7. Có ốc mỡ nào có 250 bự bự lỡ lỡ không? Ốc mỡ. Có 250 à, 28 gì không? Cái lỡ 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 thôi. Đấy ơi. Sao mua 260,000 bữa nay con sò dương cô chú anh chị. Nó dặn sò bự, sò nhỏ. Cô lỡ lại để có lớn có nhỏ luôn. Quán dặn thì giá mắc kia đó cũng 24 này cũng 24 mắc quá lấy nhỏ thôi bán quán cái gỗ rồi tiệp láng tiệp láng. Điệp này nó dễ có cát lắm mà nói cái anh này ảnh vẫn mua nha cô chú anh chị. Tại anh nói ba mẹ anh thèm thì mua thôi. Chứ giờ mua chịu khó về rửa. Anh không có lớn không nè, mà bữa có lớn quá trời. Từ nãy giờ không có. Láng này nhiêu ạ? À? Có láng lớn hơn không? Nhiêu? Để đại. Này giá nhiêu ạ? À? 100,000 xịn sọ luôn hả? Lớn hả? Này lựa lựa ra lớn nè. Này ít cát. Có bớt à? Cái 3 ký à? Bán 3 ký đi. Giờ đi qua tặng quà cho thay chị Phương nha. Mà có mấy ký cho cô có anh chưa? Này quà của chị Phương tây nha bên Mỹ tặng cho em cây son với bán cua mà có fan hâm mộ luôn đó. Tặng cho hai vợ chồng. Hả? Tha son không? Lấy tha. 3 ký nha. Hôm nay sao dây bự vậy? Dây nhỏ à, thấy vậy chứ được mấy dây nhỏ này. Hôm nay giá nhiêu à? 2,6. Còn dây là 2,6. Hôm nay chủ nhật hết cua sớm hả? Không có cua. Không có cua luôn. Có đứng hàng luôn. Thôi lấy hết luôn đi, chuyện con làm chi? Hai con hả? Thôi bỏ một con nữa hả? Tôm cạn em chợ nhiêu hả? À? Nhiêu con? 35 con phải không? Đúng rồi. Dạ, 35 con hả? À? Tôm bự không? Ừ, 6 con. 6 luôn hả? Dặn 7, 8, 10, 6 con luôn hả? Ừ. Dạ. Dạ. Đã, 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 đã. Cái này, hồi nãy hả? Ừ, cái đó nè. Cái giá là 39,400, mới 10,000 á. Tôm bự già. Giá đó đâu rồi, bán rẻ đâu, 10 kg. Đủ 35 con không trời? Ừ. Nhiều, nói nhiều. Đó là 440,000, 39,000 á. Bớt rồi, bớt nhiều nhiều, bớt ít. 10,000 là tình nghĩa chứ không bớt nữa đâu. Thôi thấy tao đừng nghe gì, tao giải rồi đừng nghe miếp đi. Đúng 400 mà vậy, bán cho bớt cho 10,000. Bớt cái nhiều thấy ghê luôn. Tôm dễ kiếm luôn à. Chú cháu tôm này tôm già, tôm hai vụ mà. Dám đâu, tôm già xào là tôm, thịt nó ngon cực kỳ luôn á. À, tôm nó già, tôm hai mùa. Có là con tôm, chỉ càng xào thịt nó dẻ nó mới ngon, càng sen thì nó thật thịt nhiều nhưng mà nó không có ngon. Đúng rồi. Nó dẻ. Rồi để lên đi nè. Tăng nhiêu ạ? Bạn cái bánh
heo rồi. Trời. 5,5 kg. 5,5 kg tính tiền. Này có chặt nữa bán không? Bán chưa? lấy cái khúc nào có mỡ chặt cái chừng 3-4 kg đi. 4 kg đi. Dặn nguyên cây mà hổm giống như sợ hổm đó mà dặn một cây cút hết đã mình mua cái mua cho đã cái. Mới mè đó. À, biết sao không? Chứ ăn luôn chứ thì sao? Biết sao không? Mình nói một cây tới 6-7 kg lần á, cái nhắn ok cái đã tới sáng qua cái nói ủa dặn có 1 kg mà nó chỉ coi lại tin nhắn đi. Một cây đã nói là gần là một cây tới 6-7 kg lần đó. Qua cái nó thịt trắng quá. Ấy nói thịt trắng quá, nó không có được đỏ, nó mua heo cái heo gì? À, heo cũ, chợ thịt heo. Chợ thịt heo tao bán ban đêm mà ban cho ai mua thịt đông lạnh cho bà đâu mà bà nói vậy đó. Đóng mà. Ừ. Muốn mua heo đỏ đi xuống mua heo nái á. Heo nái thịt đỏ tươi luôn. Thôi cây chừng 4 kg à. Có cái nào có mỡ cái tài. Mỡ cái tài. Ừ, khúc nào có mỡ á. Ừ, nửa cây được. Không biết dặn cây không. Bữa nay mua lại mỡ nửa cây không dám bị chửi lắm mà. Hổm mua cây đem về ăn luôn. Ăn hết từng lễ luôn không hết. Rồi bây giờ tới xử con cá bóng mú to 270.000 kg rồi anh chị. Mình cầm ký ra 10.280.000. Cái năm nay cá mú nó lên quá xá lên chứ hồi năm mà chưa dịch. Năm rồi là cứ có 220 thôi. Cái lúc rẻ nó 200.000. 200.000 ký. Bây giờ nó lên quá. Cái cá mú nhỏ lúc rồi biết còn biết giá nhiều không? Muốn ký 1 ký 2 á. 285 hạ rồi đó hả? Con này được 30 kg không? Không, dạ 23 kg. Rồi được rồi. Con này bự hơn nè. Ừ, dạ 23 kg là bự rồi đó. Cần thử bao nhiêu ký lấy số ký tính tiền. Bây giờ đóng luôn bữa nay luôn á, bữa nay nó về nè. Dạ vậy hả? Mời hả? Mời chắc không mày để em để em dặn. Dạ. Rồi vậy để em dặn vừa luôn ha. Rồi bữa nay em đóng một con đi nè. Giá tiền công luôn ha, 28 đó, 27 hay 28 đó. Rồi để vậy để em dặn vừa luôn ha. Nhiều ký rồi ok. 247. Ok. 247. 247. Ẩm lên, ẩm lên. Ẩm em lên. Ẩm nổi không? Rồi, hôm nay quá mạnh. Đó, đó. Hôm nay quay clip tới đây dần clip luôn anh chị ơi. Bữa nay làm có con cá mú à. Cô mua biếu nữa nè. Còn anh kia anh bữa nay anh đi Sài Gòn, hôm nay con đó không có mua rồi. All right.